Hoài Nam. Pha sang Peter. Như những gì mà tôi đã nhận định, cái duyên của gà son Pha San Peter nó luôn luôn là một điều gì đó đem đến những sự may mắn cho huấn luyện viên Ngọc Bình. Thực sự thì thời tiết nóng nực của thành phố Hội An đang được tưới mát bằng những cơn mưa bàn thắng của các cầu thủ Anh Quyền cũng như các cầu thủ Mộc Sport tạo ra. Đây đã là bàn thắng thứ tư dành cho đội bóng áo xanh. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Và dứt điểm của Peter là một tình huống dứt điểm bằng nỗ lực cá nhân, bằng tình huống xoay sở trước đó và dứt điểm bằng cái chân không thuận là cái chân trái của số 11. Thực sự là quá đẹp mắt. Sẽ là chiến thắng dành cho đội bóng Anh Quyền.